Hi, xin chào các bạn đã trở lại với channel Hegolife. Đây là video số 5 trong chuỗi video hướng dẫn lập trình Anono cho người mới bắt đầu. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi độ sáng của đèn LED bằng cách tạo ra xung BWM là xung có độ rộng thay đổi được. Thì các bạn quan sát trên mặt Arduino, chúng ta thấy có một ký hiệu là Digital B WM có dấu ngã. Thì những cái chân digital này nè, những chân nào có dấu ngã như chân 11, chân 10, 9, 6, 5, 3 là chân có khả năng phát ra xung BWM. Thì người ta thường dùng xung BWM này có thể dùng để thay đổi độ sáng của đèn LED cũng như là thay đổi tốc độ quay của động cơ DC các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ mắc đèn LED vào trong mặt Arduino. Rồi mình sẽ mắc cái chân dài ha, là chân dương, vào trong lỗ 50. Rồi tiếp theo mình sẽ mắc cái điện trở. Mắc điện trở từ chân ngắn xuống đất chẳng hạn. Rồi, đây là chân dài của Arduino, chân dài của con LED. Mình sẽ cắm vào trong cái độ xuống, chân số 9. Số 9 có dấu ngã các bạn. Các bạn có thể chọn cái chân khác cũng được, chân số 9. Rồi, ở đây mình sẽ có chân âm ha. Thì sẽ nối vào đất, nối vào ground trên mặt Arduino. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn ha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ mở chương trình Arduino IDE lên để chúng ta tiến hành viết code để thay đổi độ sáng đèn LED này nha. Rồi, sử dụng một cái biến integer là LED, mình sẽ cho giá trị là 9. Rồi, một cái biến là bright để cho biết là cái độ sáng của đèn LED. Giờ tạm thời mình chấm là 0 vậy ha. Rồi mình khai báo pin mod cho LED là cho chân số 9 đó, là output. Rồi ở dưới này thì mình sẽ sử dụng cái hàm mới là hàm analog write. Rồi cho LED và giá trị đặt vào trong cái chân thứ 9 là right, hiện tại đang là 0. Rồi, ok, bây giờ sẽ nạp code. Thì giờ các bạn sẽ thấy không có hiện tượng gì xảy ra. Rồi, bây giờ mình sẽ tăng dần độ sáng của đèn lên, mình ghi lại số 1. Rồi, vẫn chưa có gì xảy ra. Đó, thì các bạn thấy là đèn LED nó hơi sáng một chút xíu. Rồi, mình sẽ tăng lên là 5. Tăng lên là 5 ha. Rồi, nó sẽ sáng hơn chút nữa. Mình tăng lên là 10. Thì các bạn thấy là độ sáng nó tăng dần. Rồi, 25. Có nghĩa là bằng cách thay đổi cái giá trị trong cái hàm analog write này nè, tức là ghi cho cái chân số mấy và giá trị là bao nhiêu. Thì các bạn có thắc mắc là giá trị lớn nhất của nó là nhiêu không? Thì nó sẽ là từ 0 cho đến 255. 255 thì đèn LED này nó sẽ sáng tối đa. Lúc đó nó sẽ tạo ra một cái xung có độ rộng là 100%. Đó, nó sẽ rất là sáng. Bây giờ dựa vào cái tính chất này, người ta có thể làm thay đổi cái độ sáng của đèn LED cũng như là mình có thể thay đổi được cái tốc độ của động cơ. Như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo cái xung BWM để thay đổi được độ sáng của đèn LED. Rồi video số 5 đến đây là kết thúc.
Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.